Trận đấu tại Copa America 2019 trên smartphone và máy tính. Cúp bóng đá Nam Mỹ, Copa America, đang diễn ra trên các sân vận động tại Brazil, bao gồm 12 đội bóng chia ra thành ba bảng đấu. Copa America quy tụ những đội bóng hàng đầu thế giới như Brazil, Argentina hay Uruguay, thì không thể không kể đến những đội bóng đầy tiềm năng và cũng rất đáng gờm như Colombia hay Chile. Đặc biệt, giải đấu năm nay còn có thêm hai đội bóng khách mời đó là Qatar chủ nhà World Cup 2022, đồng thời là đương kim vô địch ASEAN và đội bóng đến từ châu Á Nhật Bản, đương kim Á quân ASEAN Cup. Nếu là một fan hâm mộ bóng đá, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua giải đấu này, đặc biệt trong bối cảnh mùa hè khi các giải vô địch trên thế giới cũng đã kết thúc và không có giải bóng đá đáng chú ý nào khác đang diễn ra. Hiện tại dịch vụ truyền hình FPT Play, trực thuộc tập đoàn FPT, là đơn vị đang nắm độc quyền bản quyền phát sóng các trận đấu ở Copa America 2019 tại Việt Nam. Người dùng có thể xem truyền hình trực tiếp các trận đấu tại Copa America 2019 thông qua ứng dụng của FPT Play trên smartphone hoặc trang web trên máy tính. Với người dùng smartphone Đầu tiên, người dùng download phiên bản ứng dụng xem truyền hình trực tuyến FPT Play dành cho Android tại đây hoặc tại đây, tương thích ANDROID 41 trở lên, và phiên bản dành cho iOS tại đây. Tương thích iOS 8.0 trở lên. Ít giờ trước khi trận đấu diễn ra, hoặc khi trận đấu đang diễn ra, bạn truy cập vào ứng dụng, giao diện chính của ứng dụng sẽ hiển thị hình ảnh thông báo về các trận đấu đang và sắp diễn ra trong ngày. Bạn có thể nhấn vào các hình ảnh này để xem trực tiếp các trận đấu đang diễn ra. Với người dùng máy tính. Để sử dụng máy tính xem các trận đấu trong khuôn khổ Copa America, khi trận đấu gần diễn ra, bạn có thể truy cập vào trang web xem truyền hình trực tuyến của FPT Play tại HTTPS, trên trên FPT Play, Việt Nam trên. Trên giao diện chính của trang web cũng sẽ hiển thị thông tin về các trận đấu đang và sắp diễn ra tương tự như trên giao diện ứng dụng. Bạn có thể nhấn trực tiếp vào hình ảnh của giới thiệu về các trận đấu này để xem trực tiếp. Hoặc bạn cũng có thể truy cập vào chuyên trang về Copa America trên trang web của FPT Play tại đây để xem trực tiếp các trận đấu hoặc thông tin bên lề của giải đấu bạn có thể nhấn vào hình ảnh về trận đấu để xem trực tiếp trận đấu diễn ra trên trình duyệt web của mình. Với sự giúp đỡ của bài viết, hy vọng bạn sẽ có được một mùa hè sôi động cùng trái bóng tại Nam Mỹ và không bỏ qua các trận đấu hấp dẫn của Copa America 2019 đang diễn ra. Ngoài ra, để có thể nắm được lịch thi đấu của Copa America 2019 để không bỏ lỡ những trận đấu hấp dẫn, bạn có thể nhờ đến bộ LIC thi đấu thông minh của giải đấu này mà dân trí đã giới thiệu tại đây. Phạm Thế Quang Huy